Trời đất ơi, ở đây mà ở chợ mà đâu có sót với mấy bà ăn đồng nào. Rồi, bên đây màu đỏ gồm có 50, trừ 50, 10, 20, 30, 100, 10, 20, trừ 50. Dẹp mẹ đi chơi làm gì nữa. Trời ơi, phản đối. Còn có 1 kem mốt. Bên kia 300, bây giờ hai cái chai thì phải 200 mới tắng. Phải không vậy? Trời đất ơi, bà này phải làm như bà phái lắm vậy. Bà nói chết rồi, bây giờ hai chai này là phải 200 nè. Mình mới 301 mới thắng phải không chị ba? Quá trời đó rồi. 100 không? 100! Bây giờ là 201 mà đội bên này là 300. Chai này phải 100 mới được. Em không dám nhìn luôn. Em không dám nhìn. Em giấu. Dạo đây.